Sáng ngày 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa tiếp tục các nội dung của kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Nghe phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và biểu quyết thông qua các nghị quyết đã trình tại kỳ họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử trên địa bàn. Đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân huyện chủ trì kỳ họp. Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu hội đồng nhân dân huyện chất vấn về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội. Các ý kiến chất vấn tập trung vào các nội dung như tiến độ thực hiện đề án phát triển chăn nuôi tập trung giai đoạn 2021-2026, thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, việc triển khai xử lý vi phạm lấn chiếm đất lâm nghiệp theo chỉ thị số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và phương án 350 của Ủy ban Nhân dân huyện, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân huyện, vai trò tham mưu của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của Ủy ban Nhân dân huyện trong quá trình triển khai thực hiện đề án, công tác xét duyệt đối tượng người khuyết tật tại một số địa phương. Những ý kiến chất vấn đã được trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp tại kỳ họp. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Tuyên Hóa phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19 những tháng đầu năm diễn biến hết sức phức tạp. Dịch tả lợn châu Phi tái xảy ra trên địa bàn 8 xã. Giá cả nhiên vật liệu tăng cao và thường xuyên biến động đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, do đó đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vừa thích ứng linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa đạt được mức tăng trưởng kinh tế xã hội cao nhất từ trước đến nay. 17 trên 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giải trình về những ý kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu tại kỳ họp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường, công tác quản lý dịch bệnh trên đàn vật nuôi, việc quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung. Đồng thời, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư cơ sở vật chất trường học, chính sách cho cô nuôi. Những vấn đề này, Ủy ban Nhân dân huyện đã và đang có nhiều giải pháp, chỉ đạo để khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết, đó là nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2023, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tại nghị quyết số 33 ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa, nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng các tuyến đường nội thị, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, nghị quyết về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công, ngân sách huyện từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản sang vốn cấp quyền sử dụng đất giai đoạn 2022-2025, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023, nghị quyết quy hoạch chung đô thị Tuyên Hóa, huyện Tuyên Hóa đến năm 2040. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân huyện Tuyên Hóa trong việc tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh: Năm 2023
có ý nghĩa hết sức quan trọng là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống của nhân dân và việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế đã chỉ ra, đồng thời quán triệt, kịp thời, nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các kết luận và nghị quyết tại kỳ họp. Trong đó cần tập trung những nội dung chủ yếu sau đây. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, tập trung chỉ đạo quyết liệt các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, trồng rừng gỗ lớn gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng các sản phẩm đặc trưng. Trước mắt tập trung chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và sản xuất thắng lợi vụ đông xuân năm 2023. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, nhất là tại khu tiểu thủ công nghiệp Tiền Hóa và các địa bàn có tiềm năng thế mạnh. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tại các khu vực trung tâm và dọc các tuyến quốc lộ, nhất là dịch vụ vận tải, sửa chữa, có giải pháp để xử lý, thu hồi nợ đồng thuế, bảo vệ tài nguyên môi trường, xử lý kiên quyết tình trạng khai thác cát sản trái phép trên sông Danh. Thứ hai, tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai, quy hoạch nông thôn mới, thu hút các nguồn lực để đầu tư các hạng mục công trình phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là tại thị trấn Đồng Lê, xã Tiền Hóa, bảo đảm đồng bộ hướng đến tương lai lâu dài. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, lấn chiếm, sử dụng đất đai sai mục đích, ô nhiễm môi trường, vi phạm hành lang an toàn giao thông, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là các vùng thường xuyên bị ảnh hưởng. Thứ ba, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mặt thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, có các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm củng cố các trường mới sắp nhập, chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Trước mắt tổ chức chăm lo tốt việc đón Tết Quý Mão cho nhân dân. Thứ tư, tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn vào các dịp lễ Tết, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp người chưa đủ tuổi sử dụng xe gắn máy sai quy định. Trước mắt tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự, buôn bán sử dụng pháo, vật liệu nổ và các tệ nạn xã hội. Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp và hiệu lực thực thi công vụ của cán bộ công chức, nhất là ở cơ sở, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng nâng cao năng lực của các cơ quan tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh gọn, chất lượng và hiệu quả, tăng cường công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và các khó khăn vướng mắc ở cơ sở, quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân. Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, trọng tâm là đổi mới kỳ họp của Hội đồng Nhân dân huyện và nâng cao trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện không giấy. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan hữu quan, đồng thời theo dõi giám sát việc trả lời và thực hiện của các cơ quan theo quy định. Kính thưa quý vị đại biểu và nhân dân cử tri trong toàn huyện, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 đã thành công tốt đẹp,
góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong cán bộ và nhân dân huyện nhà. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Các ban Hội đồng nhân dân huyện tăng cường các hoạt động giám sát, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, đồng sức, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.